Đắk Long tranh giành đất, anh 62 tuổi đánh chết em gái ruột. Chiều ngày 19 tháng 3, cơ quan cảnh sát công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Duy Tựa để điều tra về hành vi giết người. Tựa đánh chết em gái ruột của mình vì tranh chấp đất đai. Theo kết quả điều tra ban đầu về vụ án mạng anh trai đánh chết em gái ruột trước đó, ông Tựa 62 tuổi có cho em gái mình là bà Trần Thị Tốt 55 tuổi cùng chú ngụ tại xã Đắk Xin, Đắk Lấp mượn 3 sào đất và hứa sẽ cho luôn với điều kiện bà Tốt phải làm rẫy cho ông Tựa trong 3 năm. Sau khi ông Tựa cho đất, bà Tốt làm nhà và trồng cây trên đất. Sau đó ông Tựa đòi lại đất vì cho rằng bà Tốt đi làm thuê lấy tiền, ít làm rẫy cho ông Tựa. Bà Tốt không đồng ý nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và từ mặt nhau. Bà Tốt đến nhà ông Tựa yêu cầu ông Tựa tách thửa sang nhượng đất cho mình, nhưng ông Tựa không đồng ý. Bà Tốt đã nhờ chính quyền xã Đắk Xin giải quyết nhưng không thành. Khoảng 17 giờ 30 ngày 15 tháng 3, sau khi đi làm rẫy về, ông Tựa nghĩ đến chuyện bà Tốt mượn đất mình không trả mà còn thách thức chửi mình, nên ông Tựa nảy sinh ý định giết bà Tốt để lấy lại 3 sào đất. Đến 21 giờ cùng ngày, khi thấy bà Tốt đi ra ngoài về nhà thì ông Tựa lao vào dùng gậy đánh nhiều phát trúng vào đầu bà Tốt làm bà ngã xuống đất và tử vong. Sau đó Tựa bỏ mặc nạn nhân rồi đi về nhà cho đến khi bị bắt giữ. Hiện cơ quan cảnh sát công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra vụ anh trai giết chết em gái ruột của mình vì tranh chấp đất đai. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Rất mong được các bạn ủng hộ đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người được biết.